Xin chào các bạn, mình là Long Đặng. Mình hành nghề tự do. Tức là mình cũng có va với bất động sản trong 5 năm vừa rồi. Và mình gần như là tắt ngúm cái ngọn lửa bất động sản. Thì mình mở một cái chương trình YouTube ra thì lại gặp được thầy Dích Nguyễn. Và mình nghe thầy nói và nghe suốt cả đêm. Thế là sau đấy là mình bắt bằng được vợ mình. Hai vợ chồng phải đi đăng ký để học thầy. Đấy. Thực sự ra thì là sau khi mà mình học qua cái lớp vĩ mô của thầy, mình cảm tưởng là mình chỉ làm kẻ đánh bạc gặp may chứ không phải là nhà đầu tư bất động sản. Đấy. Thế thì là qua mà khi học xong rồi thì nó lại giống như là người thầy giống như là những người thổi lửa ấy, lại thổi bùng cái khát vọng đam mê bất động sản của mình. Đấy. À, mình ấn tượng thực ra ấy, thì mình cũng chủ yếu là mình kiểu như là chụp hình để mình học lại thôi. Qua 2 ngày thì cái kiến thức mà thầy truyền cho mình nó quá sâu rộng và nó cũng giống như là một cái đĩa ném lại ấy. Thì mình sẽ cũng không được cái gì nhiều đâu, nhưng mà mình cảm nhận rằng không phải anh có tiền mà anh đi đầu tư bất động sản. Kể cả anh không có tiền nhưng anh chịu khó học thì anh sẽ đầu tư được bất động sản. Và tương lai là anh sẽ có tương lai rất tốt trong cái ngành này. Đấy. À đấy, cái phong cách của thầy thì nó mộc mạc mà nó lại chân tình. Đấy, mà nó lại có một cái gì đấy là nó gần gũi ấy. Nó đời thường. Chứ nó không phải có những ông thầy mà nó cao sang rồi nó này khác các thứ. Nên là mình học mình rất là thích. À mình sẽ còn không những mà học thôi thầy mà thầy chỉ đâu mình còn học đấy cơ. Đấy. Không tiếc tiền để đi học như ngày xưa. Cái gì cũng tiếc đấy. Không dám ăn, không dám mặc, không dám làm gì cả. Đúng không? Nhưng mà bây giờ là phải học. Đấy. Ngày xưa mình đi học đã được nói là học nữa, học mãi. Nhưng mà sau khi học lớp của thầy mình thấy rằng là già nữa đi. Mà sắp chết thì cũng nên học. Học cho nó ấm vào thân. Đấy, không học là chết đấy.